Rồi, bên sân thì cập nhật tiếp cái cây này thì hiện tại thì trái nó ra rất là nhiều, trái ra rất là nhiều. Thì cây này thì cái phần thông số cây và quy cách thì bên sân thì có các cái phần video ở phía cuối video nha. Thì, đây là cập nhật thêm cái phần chi cành. Thì hôm nay mà nó đã phát triển khá là nhiều, chi cành thực nó khá nhiều và trái cũng đã có những cái màu vàng, màu xanh, màu đỏ để giới thiệu đến quý anh em. Đấy. Thì trái nó hiện tại rất là đẹp nè. Đây quý anh em xem nha. Đó, nó để tiếp tục nó cho những cái đợt hoa. Đây nè. Đây quý anh em. Nhìn rất là đã nha, màu cây hải châu. Đó. Rất là đẹp và hoa tiếp tục cho hoa. Quý anh em xem cái trái của nó nha. Cây trái khá là đẹp của anh em. Nhiều cái dòng trái nè, trái tuyệt vời luôn, trái phải nói chín màu cũng khá đẹp luôn. Anh em xem và tiếp tục nó cho những cái đợt hoa kế tiếp nè, tiếp tục cho những đợt hoa rất là nhiều. Đây, đó. Cây này thì một vài hôm nữa thì nó sẽ nở hoa. Và cây cũng bắt đầu cho những cái tược non. Cây đẹp, cây tàn thiên nhiên luôn nha. Bên em cập nhật thêm. Còn phần về chi tiết cây thì bên sân thi bên em xem phần cuối video. Bên sân thi các cái phần video hôm trước bên sân thi đã giới thiệu rồi. Bên em xem lại phần thông số cây. Nó ra những cái tược hoa trong nách lá luôn. Ra những tược hoa nách lá luôn nha bên em. Khá là ok luôn. Trái nè, những cái đợt trái và tiếp tục đợt trái nó đậu nè, hoa quá đẹp. Chỉ cần phải nói những cọng kẽm này là gỡ được rồi nha quý anh em. Để xong cái đợt lá này mình xanh thì sẽ gỡ kẽm ra, tại vì cây này nó cũng khá là già rồi. Phần chỉ tử nó cũng có cho hoa rồi, rất đẹp. Quý anh em quan tâm cây này thì alo bên xanh thi. Thì cây này thì bên sân thì cũng đã giới thiệu ở video trước, quý anh em nào quan tâm thì alo. Và thông số cây thì bên sân thì để phần cuối đoạn video, quý anh em nghiên cứu xem kích thước ở phần cuối nha. Cây rất đẹp, ra những thước đó. Quý anh em xem cái phần nhìn từ tán từ tên xuống nha. Cây này cây tầm trung nha quý anh em, hai người bê nha, rất là đẹp. Cho những cái tược non. Trái chín đỏ nè. Đây là nó ra được hoa này là được hoa thứ ba rồi. Tiếp tục nó cho được hoa ra được hoa thứ ba nha. Được hoa đầu tiên thì trái nó đã chín. Nó có hay một cái là nó hãy cho nó ra rất là nhiều đợt trong năm, thường thường 3 đến 4 đợt. 3 đến 4 đợt. Rất là đẹp. Cây này rất khủng quá nè, cây rất khủng nha. Mình sẽ thay chỉnh camera của anh em xem tổng thể coi. Rồi, ok. Một cây hải châu tàn thiên nhiên, rất là đẹp, cây rất đẹp luôn. Cây này đang cho trái, chút nữa mình sẽ thay sẽ quay trái cho anh em xem. Cây này là hai người bê, hai người bê. Cây một cây rất là ok rồi, cây này gọi là 90% thành phẩm nha. Những sợi kẽm chẳng phải là định hình thôi nè. Cây đang trong cái mùa hoa trái, rất là đẹp, cây hàng rất là ok luôn. Rồi, bên trên thì ba phần số của em tham khảo. Rồi, cây này có vành, vành tại vị trí này nó là 34 nha, vành 34. Thì cây này là chúng ta cái cầm rừng, chúng ta đo chỗ này là 34. Rồi, cây này có chiều cao. Cây này có chiều cao tính từ mặt chậu là 65 nha. Chiều cao 65. Và cây này phụ tán. Phụ tán là 90 của anh em. Cây này phụ tán 90. Chậu này là chỗ oval. Kích thước là 56 nha. Rồi, bên trên thì đo cái tán phần theo cái hướng ngang.
đo theo hướng ngang của anh em tham khảo. Đo theo hướng này thì nó là tán nó là 60-70 nha, 70. Rồi, cái mời của anh em xem.